Thì hôm nay mình sẽ dắt cho các bạn đi thăm một cái chạy cá mới các bạn. Thì chạy cá này nằm ở gần trung tâm huyện Thới Lai nha các bạn. Đó, chạy cá này mới vừa được làm cách đây khoảng vài hôm thôi, khoảng chừng một tuần lễ thôi các bạn. Thì nói chung là cũng lên được một ít, chưa có hoàn thiện gì mấy các bạn. Tại vì còn lên một số cái kệ bên đây và thêm một khúc thùng dưới đây nữa các bạn. Đó, tại vì đang kêu xe chở thùng vào ha, bây giờ chưa đầy đủ ha. Còn mấy cái vàng này đa số là chiếm khoảng chừng 90% là có cá trong đó hết rồi bạn. Còn cái địa chỉ thì để mình hỏi chủ trại này xem là ở đâu các bạn. Thì nói chung là gần Thới Lai mình đi tới nhưng mà mình không biết địa chỉ chính xác các bạn. Mình phải hỏi lại mới biết được ha. Thì bạn này hồi xưa là nuôi ở ngoài cũng gần Ô Môn các bạn. Tại vì có đất với nhà trong đây, bởi vì bạn vô đây xây xây cái trại này. Xây rồi nuôi cá ở đây luôn ha, cho nó thuận tiện ha. Thì mấy dòng cá đa số cũng mấy dòng cơ bản các bạn, chứ không có mấy dòng nào lạ lạ ha. Nhưng mà được cái mình thấy có gôn đó các bạn, số lượng cá gôn rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu mấy cái dòng cá cho bạn xem ha. Thì mấy cái bộ này là cái bộ coi ZE nha các bạn. Này thì cá tơ chưa có lên tai đều ha, lên khoảng 90% các bạn. Đây, bộ này là coi ZE, còn cái bộ này là coi si thu các bạn, coi si thu ghi bông ha. Cá này còn tơ nhé bạn, mới ghép chống mái à. Cái body rất là dài các bạn, mấy con body dài này lên đẻ các con rất là nhiều nè. Mã này nó đẻ tầm một hai lứa là tai nó lên rất là cao ha các bạn, tại cái bộ gen này khá tốt. Còn mấy cái hồ này là gold. Đây là coi ZE. Đó, coi ZE thì còn nằm bên đây nữa nha bạn. Nguyên cái vàng này toàn bộ là gold, hay gold gen ghi bông có hết nha bạn. Số lượng gold lên nếu hết cái vàng này mình nghĩ là mấy trăm cặp, cả ngàn cặp đó bạn. Rất là nhiều luôn. Cái bộ này là bộ ghi bông nữa bạn. Cá này xuất được nha bạn. Cá này tại các bạn nhìn trong cái hồ trắng, cái thùng trắng các bạn nhìn thấy cái màu nó vậy, nhưng mà nếu mà muốn xô cá là bạn để vô cái nền đen ha. Bạn nhìn cá lên mà vàng ánh rất là đẹp luôn các bạn. Này là cá con, nói chung là ở đây cá như mình thấy đủ size hết các bạn. Cái bộ này là gen nè, cá này cũng đủ tháng, size body rất là đẹp luôn. Thì ở đây đa số là bạn ấy xài thùng xốp các bạn, nói chung là toàn bộ thùng xốp hết, còn khay thì các bạn chưa có về kịp ha. Thùng xốp, còn bên đây thùng xốp lót bọc bọc đen các bạn, bọc đen để nuôi mấy cái dòng khác ha. Bên đây có Dumbo nè, Full Grip Blue nè. Còn toàn bộ bên đây là gold với coi Grip E nãy các bạn. Mấy cái dòng cá này nó sẽ, mình thấy cái size nó cũng không có đều các bạn, bởi vì nó sẽ lên cá, nếu mà lên lên số lượng là sẽ xen kẽ nhau các bạn. Cái này không có ngưng đâu bạn, nói chung là nó lên xen kẽ nhau, cứ bán hết hết cái hồ này sẽ tới hồ khác các bạn. Và đây là cái bộ gôn giống bên chạy các bạn. Nó gôn đây là đa số nó lên cái tay bướm rất là nhiều các bạn. Còn lên tay này thì nó lên khoảng chừng 80-90% trở lên đó các bạn. Mà thấy mấy con trống lên tai rất là đẹp luôn. Còn tai bướm thì đa số ở đây là làm trống của máy, toàn bộ là tai bướm các bạn. Cái này nó chá xanh xanh đó các bạn, là do cái rèm này nè các bạn. Nó cái này tại trắng mấy con chim chà chà các bạn, để cái nền màu xanh đó. Với mình quay lên á, cảm giác như cá nó xanh xanh ha, chứ màu nó lên vàng rất là đẹp nha các bạn. Này ra ngoài á, quay lên vàng rất là đẹp luôn.
Thì cái này là mấy con gôn giống các bạn. Mình thả lại vô hồ ha. Đó. Đây toàn bộ gôn. Còn đây là con bưu si thu nữa các bạn, lưu ghi bông. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái hồ bên kia ha các bạn. Và tiếp theo là cái bên mấy cái thùng bên nành đen các bạn. Nành đen thì nuôi những con cá mà cái màu nó hơi nổi hơn tí ha các bạn. Đó, thì cái bộ này là full get blue air nữa các bạn. Mấy con này con cá giống ha. Thì mấy cá con thì lên thùng nữa các bạn, sẽ tách riêng mấy thùng này ha. Đang làm cá giống cũng rất là nhiều luôn các bạn. Mỗi dòng tính ra cũng cả trăm cặp á. Mấy dòng nào còn ít thì đang lấy về thêm các bạn. Đang tìm mấy cái chạy cá nào nó cái bộ gen nó tốt tốt để lấy về ha. Còn cái bộ này là bộ Dumbo. Mình vớt cho bạn xem nè. Dumbo tay cái này không được các bạn. Này Dumbo Big E nha các bạn. Nó tay bời khá là lớn luôn. Mấy bọn này tay bơi lên rất là đẹp nha các bạn. Cá còn tơ lúc này chưa đẻ lứa nào nhưng mà tay bơi coi đó các bạn. Có một số chạy cá nhiều khi đưa cá lên các bạn, tay bơi nó to nhưng cá nó già nha các bạn. Còn cái bộ này là cái bộ Blutajan ha. Vừa cái dãy là Blutajan nha các bạn. Còn bên đây thì full get blue air ha. Cá con lên rất là nhiều luôn các bạn. Mấy cái dòng này các bạn nuôi nành đen á, thì các bạn sẽ thấy cái tay bơi nó lên nó đẹp hơn ha các bạn. Cá này tầm tháng mấy mà nó lên tay nữa các bạn thấy không? Nên mời các bạn thông cảm nè. Lên tay các bạn nhìn thấy rõ nè. Cái bộ này là nuôi nành đen là lên tay rất là đẹp luôn các bạn. Con này thì Dumbo đang chuẩn bị làm giống nha các bạn. Nước ơi nước cái tràn nữa. Còn cái bộ này là bộ còn xanh nữa các bạn. Tại vì ở trong cái nhà nó có cái miếng lưới nó che nó cháo hơi xanh đó các bạn. Vì cái màu nó lên không có được đẹp ha. Chứ ở ngoài lên rất là đẹp luôn các bạn nhìn ở ngoài nó màu lên rất là đã luôn. Các bạn thấy không? Bọn này lên tia rất là đẹp nha. Còn cái bộ này là bộ coi đen ghi bông nha các bạn. Coi đen sọt ghi bông. Cái này dán sọt chứ nó không được sọt gì mấy ha các bạn. Tay bơi cũng rất là đẹp các bạn. Đó, thì chạy cá hiện đang lên chỉ được mấy một số dòng đó các bạn, nhưng mình thấy số lượng cũng khá là ổn ha. Tại bạn ấy sức đi cũng đều đều các bạn. Đó, thì sau này sẽ lên thêm nữa. Thì mấy cái dòng cá này sau này nó lớn mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Tại vì mấy anh em mình cũng chơi cá chung các bạn, cũng lấy qua lấy lại để giao cho khách ha. Đó, thì mấy dòng cá này thời gian khoảng chừng tháng 2 tháng nó sẽ lên rất là nhiều các bạn. Tại vì đang lấy thùng xốp thêm các bạn để làm thêm. Đó, còn nguyên cái vàng này là beta các bạn, beta gồng đỏ gồng vàng cũng giống mình thôi. Giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây các bạn. Các bạn nào có thắc mắc gì về cách nuôi cá này kia có thể hỏi mình hoặc là comment phía dưới mình sẽ trả lời các bạn ha. Còn chạy này thì mình nghĩ là sẽ cập nhật thêm một số dòng mới theo nói chung là cái nhu cầu yêu thích của các bạn nhé các bạn. À, thôi giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Các bạn nếu mến mình thì cho mình xin một sub, một like và một share nhé các bạn. Và nhớ nhấn chuông để theo dõi các clip tiếp theo của mình nha. Thôi mình xin chào các bạn, xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.